Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Trung Quốc sẽ cấm ăn thịt chó, mèo sau dịch Covid-19. Chính phủ Trung Quốc lên kế hoạch cấm ăn thịt chó và mèo. Chúng được gạch khỏi danh sách động vật được phép tiêu thụ tại nước này. Theo Bloomberg, ngày 8 tháng 4, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc công bố dự thảo danh sách các động vật được phép nuôi, để lấy thịt, lông và phục vụ mục đích y tế. Trong danh sách có các loài như hươu, đà điểu và cáo. Bộ sẽ tiếp nhận phản hồi của công chúng cho đến ngày 8 tháng 5. Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đặc biệt nhấn mạnh việc loài chó không nằm trong danh sách và cho biết nhận thức của công chúng góp phần đưa loài vật nuôi quen thuộc ra khỏi danh sách. Tương tự chó, mèo cũng được gạch tên khỏi danh sách trên. Trung Quốc loại cho khỏi danh sách những động vật có thể tiêu thụ. Ảnh Getty Images. Hành vi ăn thịt chó và mèo trở thành vấn đề gây tranh cãi ở Trung Quốc khi ngày càng nhiều người nuôi thú cưng. Chủ đề này càng nóng hơn sau khi dịch virus corona chủng mới bùng lên, với các ca nhiễm đầu tiên xuất phát từ một chợ tươi sống ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Chợ này chuyên bán động vật sống và động vật hoang dã. Các chuyên gia y tế nghi ngờ virus corona lây từ động vật hoang dã sang người qua loài trung gian là rơi. Hồi tháng 2, chính quyền Trung Quốc ra lệnh cấm bán động vật hoang dã. Tuy nhiên, lệnh cấm này gây hoang mang vì không phân loại rõ những động vật nào bị cấm bán. Danh sách trên của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã làm rõ lệnh này. Phương Thảo. Ha ha ha,